Việt Nam, tiếng gọi thiêng liêng, trong suốt quá trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước, mỗi khi tiếng gọi ấy được cất lên lại khiến cho người dân Việt Nam thêm tự hào. Chữ viết, tiếng nói là của cải vô cùng quan trọng và quý giá của bất kỳ dân tộc nào trên thế giới, là niềm tự hào của mỗi dân tộc. Tiếng Việt vẫn thắp trên môi chúng ta mỗi ngày, là thước đo tâm hồn người Việt, là dòng chảy bất tận trong những tác phẩm văn chương, trong cả lời ca, tiếng hát và tiếng nói, lời ăn, tiếng nói hàng ngày. Thiêng liêng hai tiếng Việt Nam chính là câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay. Quảng trường Ba Đình lịch sử, nghiêm trang trong lễ thượng cờ giữa mùa thu của đất nước hôm nay. Quốc kỳ vẫn cứ tung bay giữa đất trời của ta, hiên ngang và đầy kiêu hãnh. Quảng trường Ba Đình lịch sử của 79 năm về trước, lời Bác vang vọng bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ máu lửa, rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Cho đến tận hôm nay, hai tiếng Việt Nam vẫn vang lên khắp mọi nơi, từ trong nước đến trường quốc tế, đầy tự hào. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những thanh âm, tiếng nói của một đất nước độc lập, tự do, vang mãi tới hôm nay. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Chúng tôi rất xúc động, cứ nhớ mãi nói đến Việt Nam độc lập thì hoan hô. Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trinh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Meeting 2 tháng 9 được nghe Bác Hồ đọc cái tuyên ngôn độc lập ấy, thì rất là phấn khởi, và bà con thấy được cái quyền của mình, đã biết được là chính quyền là ai, biết được nhiệm vụ của mình làm cái gì, mình làm để làm gì, làm cho ai. Tự do bây giờ là mình không còn sợ gì nữa cả. Là Phó trưởng Ban Thường trực Đội Thanh niên Cứu Quốc Thành Hoàng Diệu khi ấy, những thanh âm độc lập vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông Nguyễn Tiến Hà. Thấy một ông già rất là giản dị, cho nên là mình cũng có những cái xúc động. Không ngờ những cái người kiêu ngạo lại là như thế, thì nó khác hẳn với cái sự suy nghĩ của mình. Nhất là trong quá trình đọc như thế, Bác Hồ lại dừng lại nói rằng: tôi nói như thế đồng bào có nghe rõ không? Thì người đều hô lên tự động: nghe rõ, có ạ, rất gần gũi và thực sự của nhân dân. Chúng tôi toàn thể dân Việt Nam xin thề kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những lời hô vang đồng lòng thể hiện niềm hân hoan và ý chí quyết tâm của toàn dân tộc. Trong mùa thu mới năm 1945, khi đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập đã bước sang một trang sử mới, thì lại cùng lúc đối mặt với nạn đói, nạn ngoại xâm, đó chính là nạn dốt mà như chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng phát biểu trong phiên họp đầu tiên của chính phủ: một dân tộc dốt là một dân tộc yếu.
Chính vì thế mà phong trào xóa nạn mù chữ ra đời. Chỉ sau 3 tháng, hàng trăm lớp học y tờ, tên gọi theo hai chữ trong bài học đầu tiên về tiếng Việt, đã được mở ra từ thành thị đến thôn quê, rừng núi. Chữ viết của người Việt Nam, tiếng nói của người Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam biết đọc, biết viết, trước tiên là tên của mình và tên đất nước mình. Ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập chính phủ và đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết. Người đã từng nói, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vậy nên nhiệm vụ chống nạn mù chữ được xếp thứ hai, ngay sau chống giặc đói. Sau đó vài ngày, ngày 8 tháng 9 năm 1945, chính phủ ban hành sắc lệnh thành lập Nha Bình Dân Học Vụ. Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Thấy nàng mải miết, bay tơ, thấy cháu y tờ ngồi học đi bô, thì ra vâng lệnh cụ Hồ, cả nhà yêu nước thi đua phen này. Xóm tôi quyết thanh toán nạn mù chữ trước ngày 2 tháng 9 năm sau. Những người đã biết chữ dạy cho những người chưa biết chữ. Vào thời điểm đó, những cụ ông, cụ bà này mới chỉ 6 và 10 tuổi. Ông Nguyễn Phong Niên khi ấy đang đi học, cũng được nhà trường huy động đi dạy học. Thấy mình có ích sau cái cuộc cách mạng của cả dân tộc như thế, không khí nó cứ bừng bừng lên. Cũng gọi là thầy đấy, sướng lắm chứ không phải là đấy đâu. Có những cái cô chú, có những bác là cũng nhiều tuổi rồi gọi bằng thầy. Các lớp học được mở khắp nơi để tiện cho việc học tập. Phong trào được phát triển mạnh mẽ và thu hút được đa số các tầng lớp nhân dân. Cánh phản kê xuống làm bảng, thế mọi người ngồi bệt xuống sàn đấy thôi. Lúc đó tôi mới có 6-7 tuổi thôi, thì cũng biết chữ, cái mẹt to này này. Đấy, thế xong rồi mới viết cái chữ O, chữ A, chữ Y, chữ tờ. Các bà mà muốn vào chợ thì phải đọc được cái chữ ấy. Chỉ trong một năm, từ tháng 8 năm 1945 đến tháng 8 năm 1946, phong trào Bình Dân Học Vụ đã dạy cho hơn 2,5 triệu người biết chữ, đã trở thành một phần của phong trào thi đua kháng chiến kiến quốc, góp phần quan trọng vào công cuộc diệt giặc dốt. Công dân biết chữ sang năm bầu cử, được đi bầu là sướng rồi. Công dân của một nước độc lập, tự mình cầm viết được lá phiếu, bỏ vào hòm phiếu. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Kể từ nay, nước ta đã là nước độc lập, dân ta đã là những con người tự do, làm chủ đất nước và chính bản thân mình. Gần 20 năm sau ngày đất nước độc lập, vào ngày 10 tháng 5 năm 1965, Bác Hồ đã viết những dòng chữ đầu tiên của bản di chúc, văn kiện lịch sử quý giá để lại cho muôn đời sau. Người đã luôn cẩn trọng sửa đi sửa lại, nâng niu từng lời, từng chữ bằng chính ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng và giản dị nhất mà vẫn tinh tế, sâu xa. Lời của người hay lời của non sông, đất nước. Và ngay trong những ngày tháng ấy, mong muốn mà người để lại trong di chúc của mình vẫn là ngày mà đất nước thống nhất về chung một nhà, ngày mà người sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, để thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta. Tiếc rằng khi người ra đi, nguyện ước ấy vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Chính vì vậy mà di chúc của người đã trở thành ngọn cờ đoàn kết, gắn bó chặt chẽ hơn nữa nhân dân hai miền Nam Bắc, làm nên thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Không khí sục sôi trên khắp các mặt trận miền Nam và sục sôi ngay cả ở nơi mà địch không thể ngờ tới. Đó là ngay giữa lòng địch. Nhà tù của những nhà tù, địa ngục của những địa ngục, nơi được cho là nhuốm đầy máu và nước mắt của người cộng sản, nhà tù khét tiếng, côn đảo. Thế nhưng, những đàn áp khắc nghiệt của kẻ thù đã trở thành ngọn lửa tôi luyện ý chí đấu tranh của những người tù chính trị.
là tôi bị kêu cấp cứu, thì y tá cũng vô cấp cứu bình thường, tụi nó cũng muốn theo dõi. Có dịp đó thì mới ấn cho tôi một cái tiếp vitamin C, mà tôi mới lắc cái tiếp là không có viên thuốc mà giấy, vì là tin tức chứ không phải là thuốc. Đọc qua cái ánh sáng của cái mệnh thì mới biết là bác mất, và để lại di chúc cho con cháu. Thì ngày đó là tôi lại khóc rồi. Bây giờ nhiệm vụ mình phải truyền bá di chúc của bác cho anh em. Tôi ráng đọc thuộc lòng trong đêm đó. Nội dung đó thì phải làm thế nào ráng góp phần để mà giải phóng miền Nam, ráng thực hiện cái ước nguyện của bác. Những dòng di chúc từ màu giấy nhỏ tuôn vào nhà tù, giờ đây từng chữ in hằn trong tâm trí mỗi chiến sĩ cách mạng. Ngọn lửa đấu tranh cứ thế mà bùng lên trong tim gan những người tù chính trị. Chống chầu cờ vừa là đấu tranh bảo vệ khí tiết, thì thường nó bỏ chuồng cọp gầy gò nhất cũng đảo. Tụi nó đánh đập khi mà tước xả thành dập nát, anh em mình chết nhiều lắm. Năm 1970, dư luận thế giới rúng động khi hình ảnh về chuồng cọp Côn Đảo bị phanh phui trên tờ báo Life. Nhà báo John Luke đã thốt lên: hình ảnh của các tù nhân trong lồng đã khắc sâu trong tâm trí tôi, không thể tẩy xóa nổi. Người đàn ông với ba ngón tay bị cắt rời, một người khác đã chết, có hộp sọ vỡ toác và các vết thương lở loét ở mắt cá chân các tù nhân do xiềng xích cắt vào. Máu ta quý hơn cả vàng, tổ quốc cần đến sẵn sàng ta dâng. Những dòng chữ viết bằng máu của những người chiến sĩ cộng sản in hằn trên bức tường trong xà lim chuồng cọp. Đó là ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, một lòng thực hiện lời thề, thành toàn di nguyện của người. Chậm hơn một ngày so với đất liền, ngày 1 tháng 5 năm 1975, Côn Đảo chính thức giải phóng, là thành quả của cuộc đấu tranh bền bỉ của những người tù chính trị kiên trung với Tổ quốc, nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1975, quốc khánh của một nước Việt Nam độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất. Và cũng tại quảng trường Ba Đình đã diễn ra lễ duyệt binh lớn nhất tính tới thời điểm đó, với hàng chục ngàn người tham gia cùng nhiều khí tài và phương tiện quân sự. Nhân dân Việt Nam kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Và từ đó cho đến nay, đất nước ta đã không ngừng đổi mới và phát triển đi lên trên mọi mặt của đời sống, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt liên tục trong suốt một thời gian dài, đứng hàng đầu thế giới, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn của toàn cầu là đại dịch Covid-19. Tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn đạt mức dương. Nền văn hóa Việt Nam vẫn tiếp tục được gìn giữ, phát triển, tiên tiến mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc, như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Chính vì lẽ ấy, người Việt dù đi bất cứ nơi đâu, có rẽ sóng ra biển lớn, khắp năm châu bốn bể, trong kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc Việt Nam, vẫn cứ luôn tự hào khi mang trong mình dòng máu đỏ, da vàng và nói tiếng nói Việt Nam. Và đó còn là hành trang theo mỗi chúng ta từ thuở ấu thơ cho đến khi lớn lên, trưởng thành. Và hành trang ấy sẽ luôn được cất giữ trong trái tim của mỗi người, cho dù ở phương trời nào đi chăng nữa. Mình có một cái tuổi thơ rất là đẹp, và mình luôn luôn dạy hát cho mình. Những cái câu hát tiếng Việt, dù đi đến phương trời nào thì nó vẫn nằm trong tâm thức của mình. Mặt trời soi rừng rỡ, gió đùa lá rêu bay. Ivy ơi, mình học tiếng Việt một tí đi. Con không muốn học tiếng Việt boring lắm. Làm thế nào để mình dạy tiếng Việt cho con? Khi mà mình sinh sống ở nước ngoài thì con có thể nói được một từ tiếng Việt thôi, nó quý lắm. Cái cảm giác nó rất là tuyệt vời khi mà được nghe con nói là mẹ ơi. Vua Hùng đời thứ 18 có một cô công chúa tên là Mị Nương. Mẹ ơi, vì sao tên là Mị Nương? Tên là Mị Nương vì nương có nghĩa là con gái, Mị là đẹp, cô con gái đẹp. Chuyện sách là một cái nguồn cực kỳ bổ ích và rất là quan trọng.
và giúp mình trong cái việc mình đưa tiếng Việt đến với con một cách tự nhiên và lý thú. Nó có một cái hình dung sơ qua về cái nền văn hóa của Việt Nam. Mình cũng làm một cái dự án đọc sách cùng con. Thì mình bắt đầu là dạy tiếng Việt cho con với cả một số bạn đồng tuổi của cháu. Chúng tôi muốn là cho các con có thêm một môi trường, một cái cơ hội để nói thêm tiếng Việt, học thêm tiếng Việt. Mình luôn luôn cố gắng là biến cái việc học tiếng Việt thành một cái niềm vui. Nhiều khi là mình gọi là chơi tiếng Việt chứ không phải là học tiếng Việt. Mình giữ tiếng Việt chính là mình muốn khẳng định cái bản sắc của mình, cái ý thức cộng đồng của mình lớn mạnh như thế nào. Con thích đẹp Việt Nam để chơi với cậu và các bác. Xuân sao tiếng về gọi chưa hè, mát rượi những dòng sông uốn qua. Đi giữa phố phường hôm nay dợp trong bóng cờ hoa khi đất nước độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất, mới thấy thêm yêu và trân trọng từng phút giây mình được sống, được cống hiến dù chỉ là một phần nhỏ cho quê hương, cho đất nước. Trong dòng chảy của thời đại, người trẻ hôm nay vẫn luôn gìn giữ và nuôi dưỡng trong mình tình yêu và niềm tự hào dân tộc với thiêng liêng hai tiếng Việt Nam, cùng với tâm thế sẵn sàng của những trái tim nhiệt huyết rằng đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Tôi tin là lời bài hát này cũng chính là những tâm tư nguyện vọng của thế hệ trẻ Việt Nam luôn tự đặt ra cho mình. Tâm tư ấy bắt nguồn từ tình yêu và niềm tự hào của thế hệ cháu con, luôn biết ơn những hy sinh quên mình của thế hệ đi trước, luôn trân quý độc lập và tự do của ngày hôm nay. Hãy ngắm nhìn một Việt Nam hôm nay, một Việt Nam với nhiều thắng cảnh đẹp khiến cho bạn bè quốc tế phải thốt lên kinh ngạc, một Việt Nam với những đổi thay, những tiến bộ vượt bậc. Và cũng Việt Nam ấy, trong sắc thu nắng vàng của một ngày lịch sử đầy ấm ấp niềm tự hào của thế hệ trẻ hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tiếp theo đây sẽ là những tin tức đáng chú ý của bản tin thời sự 12 giờ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.